Hello, xin chào các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau học với nhau trong cái bài số 6 của cái giáo trình ngữ này. Thì có là tuyệt vời rồi, chúng ta sẽ đi được một nửa cuốn sách rồi. Thì bài số 6 này chúng ta sẽ đọc là Thiến Liêu Cửa, Thiến Liêu, Liêu là lục số 6. Thì chúng ta sẽ học về bài là Tôi học tiếng Hán của Xuế Xí Hàn Nhủy. Thì ở đây nó sẽ có từ Xuế Xí Hàn Nhủy. Thì cái giáo trình nó hơi cũ rồi, giáo trình mới thì nó chỉ có là của Xuế thôi, Hàn Nhủy thôi, tức là cái từ Xí này nó bỏ đi, từ Xí bỏ đi, nó chỉ có dùng một từ Xuế thôi. Thì cũng có nghĩa là tôi học tiếng Anh. Giáo trình này hơi cũ một chút thì rất là giản thôi, các bạn bỏ từ Xí đi là được. Thì chúng ta sẽ cùng nhau bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học cái từ mới trước khi chúng ta học cái bài hóa này. Nhưng mà nó sẽ cho các bạn nghe lướt qua một lượt cái bài khóa này để cho các bạn có cảm hứng một tí. Đi lưu cơ. Wo xue xí hàn yu. Wo xue xí hàn yu. Yi. Kè wen. Yi. Wo xue xí hàn yu. Qing wen. Qing wen. Ni gui xing. Ni gui xing. Wo xing zhang. Wo xing zhang. Ni jiao shen me ming zi? 我叫张东，你是哪国人？我是中国人。你是哪国人？我是美国人。你学习什么？我学习汉语。汉语难吗？汉字很难。发音。 不太难。二，这是什么书？这是什么？这是书。这是什么书？这是中文书。这是谁的书？这是老师的书。那是什么？ 那是杂志。那是什么杂志？那是英文杂志。那是谁的杂志？那是我朋友的杂志。 OK, giờ ta đã nghe qua là hội thoại như vậy, các bạn có thể thấy là rất là khó hiểu đúng không? Thì ta sẽ cùng nhau hiểu nó qua cái từ mới ở đây. Đầu tiên ta có từ chỉnh quân. 二，生词。 请问 là chào hỏi, một cái lịch sự. Excuse me trong tiếng Anh nó là một cái sự chào hỏi rất là lịch sự, nó như là làm ơn, làm phiền, hay là hi, hay là một cái gì đó để bắt chuyện. Chỉnh quân hay là thỉnh vấn, hay là xin hỏi, xin chào nó như vậy. Hay là nhờ bạn một chút, hay là bạn ơi, hay cái gì đó trong tiếng Việt ta có thể dịch ngẫu nhiên. À, khi mà ta bắt chuyện, nó là cái câu bắt chuyện thôi. Hay là Quân từ quân lại là hỏi, đưa ra một cái gì đó cần được tham vấn. Thì là quân, hỏi. Nói chung là các bạn cái gì hỏi. Quê sinh ở đây chúng ta sẽ thấy cả một cụm từ, nó là cả một câu là may I know your name, tức là tôi có thể biết tên bạn hay không. Từ may này ta sẽ thấy là cái từ từ may trong tiếng Anh, ta sẽ thấy cái từ này nó rất là trang trọng và lịch sự. Thì từ quê sinh này nó sẽ rất là lịch sự, đúng không? Quê sinh là tôi có thể biết tên bạn được không? Hay chúng ta từng xem phim Trung Quốc là thế là quý tính đại danh của bạn là gì đấy, kiểu thế. Quê sinh, tên bạn là gì, nó như vậy thôi. Nhưng mà nó mang rất lịch sự. Xing. Từ xing. Xing là họ. Ở đây ta dịch là family name, nó chính là họ thôi. Họ. Thế là ví dụ mình là họ Lê, Lê Văn Lộc. Lê. Chào là chào hay là gọi. Đấy, chào hay là gọi, thực ra nói về cái tên. Tôi là Lê Văn Lộc, bạn cứ gọi tôi là Lộc. Đấy. Cô là cái chào, gọi là cái tên. Tên ngắn. Mình tự là danh tính hay là tên. Là danh. Nà là ở đâu hay là cái nào. Là nó chỉ về một cái vật thể
xác định cái vị trí của nó. Tiếng Anh thì nó có hai từ, từ weak, đó là có một cái ở trong một cái đám đông, hỗn độn ở trong cái đám đông thì nó cần là xác định là cái nào. Thì còn where thì là nó ở đâu, ở vị trí ở mãi xa ở chỗ nào. Thì cái từ lạ trong tiếng Trung này thì lại dùng được cả hai, tức là nói chung cái từ lạ này nó chỉ để xác định một cái vật gì đó ở đâu, thế thôi, xác định vật đó. Của là quốc gia, của là quốc, tức là đồng nghĩa với tiếng Việt đúng không? Đồng nghĩa của là quốc, nhưng mà trong cái từ của này nó có một cái nghĩa nữa, đó là quốc tịch, quốc tịch. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc đó là Trung Quốc. Tớ của nó vẫn là Đức, quốc xã hay là nước Đức. Ở của nó là Russian, chứ là Nga, nước Nga. Phả của là Pháp, France, Pháp. Hàn của là Hàn Quốc thôi, Hàn Quốc. Ở đây chúng ta sẽ thấy là The Republic of Korea, tức là thực ra thì có Nam Hàn và Bắc Hàn. Ta vẫn thường gọi là Triều Tiên và Hàn Quốc, chúng ta không gọi Nam Hàn và Bắc Hàn. Nhìn nó quốc gia Triều Tiên nhé. Triều Tiên và Hàn Quốc, các bạn nhìn thấy nó chia đôi nhau. Chia đôi, đấy, một thằng ở hướng Nam, thằng ở hướng Bắc. Triều Tiên thì gọi là Bắc Hàn, còn Hàn Quốc thì gọi là Nam Hàn. Nam Hàn, giống như mình ở Việt Nam vậy. Mỹ Quốc. Từ Mỹ có nghĩa là đẹp thôi. Mỹ là đẹp. Mỹ Quốc là một đất nước đẹp, đúng không? Chúng ta có tiếng Anh là The United States, đúng không? Nhật Bản là Nhật. Nhật. Chúng ta sẽ thấy có cái bộ mặt trời ở đây này. Đấy, nói về Nhật, mặt trời. Nhật Bản Quốc. Nó làm hai lần thôi. Ta có từ Yên Quốc. Britain chính là Anh Quốc. Britain là Anh Quốc hay là Vương quốc Anh. England thì nó là cũng là một quốc gia thôi. Nó cấu thành nên Vương quốc Anh. Vương quốc Anh thì là bao gồm cả Bắc Ireland nữa. Thì ta gọi là Britain. Britain thì sẽ bao gồm England và Ireland. Ireland thì mới tạo nên được, bao gồm cả Ireland và England mới tạo nên Vương quốc Anh. Còn nếu ta gọi England, Anh ủy thì nó chỉ là thì ta nhớ từ Anh của là Britain nhé, là Vương quốc Anh. Rấn là nói về con người, rấn là người, rấn là human, là con người, là người, người. Đàn ông và đàn bà cũng đều là người, rấn, đó là người thôi. Xuế xí là học, thằng đã nói từ ban đầu rồi, ta có thể bỏ từ xí đi, ta chỉ học từ xuế thôi. Hán chữ là Chinese character, ký tự hay là mẫu tự, nói chung là cách viết của tiếng Trung, hán chữ Trung Quốc, chữ Trung Quốc, từ Hán chữ, nhá, chữ Trung Quốc, Hán chữ. Phát âm là phát âm thôi, ta hiểu vậy đi, ta dễ nhé. Phát âm, pronunciation, pronounce, mà khó là hiểu đơn giản Việt Nam là phát âm nhé. Shénme là cái gì. Shú là book, ví dụ chúng ta hỏi là quyển sách gì thì chúng ta sẽ hỏi là what is book, đúng không? Đấy, còn tiếng Trung sẽ là shénme shú thôi. Quyển sách gì, cái gì, là gì. Shéi là ai. Đấy, ta có what là cái gì thì là shénme, shéi là ai thì là shéi. Thì ở đây chúng ta thấy là cái từ xuấy và từ xuấy này, từ xuấy hai người đọc khác nhau nhưng cách viết là có một thôi, có người đọc là xuấy, có người đọc là xuấy, thì cố gắng ta bắt nhịp thôi nhé. Gặp người đọc là xuấy, đọc là xuấy thì chúng ta cố gắng hiểu nhé. Không có cách nào để phân biệt hai từ này cả, vì hai từ này nó kiểu như là cái vùng miền ấy, nó kiểu như là nó trở thành chính cái cuộc sống của họ rồi. Ta sẽ có từ thơ. Từ thơ nó là một trợ động từ thôi, nó là một thành phần để cấu tạo, để hoàn thành cái hoàn thành cái cấu trúc ngữ pháp. Ta là vật thơ, hoặc là tạo, hoặc là thơ. Thì cái từ thơ này nó có rất nhiều cách dùng các bạn, có rất nhiều cách dùng. Thì chốc nữa mình sẽ vào cái bài khóa, mình sẽ nói cho bạn cách dùng của trong cái bài khóa này thôi để các bạn hiểu thôi. Còn nó rất nhiều cách dùng và nó rất là phức tạp. Thì trước mắt là trong cái bài, những bài đầu này ta không nên làm phức tạp nó quá.
thì hiểu nó ở cái phần đơn giản của nó trong cái bài hóa thổi thí học bài hóa sẽ nói các bạn. Ở đây sẽ có từ là, là that. Từ that trong tiếng Anh nó là cái kia, cái đó, hay là thể một cái vật thể hoặc cũng chỉ một con người luôn. Từ là nó là như vậy. Na. Từ là nó như một từ đại diện thôi, chúng ta sẽ thường dùng nó làm chủ ngữ, cũng giống như từ that trong tiếng Anh. Từ chat gì? Giá trị. Chá chữ đó là magazine, tạp chí sách báo. Ta cứ dịch tạp chí thôi nhé, tạp chí nó dễ hiểu. Quấn. Quấn là ngôn ngữ. Quấn là một ngôn ngữ của cái đất nước nào đó. Ngôn ngữ nào đó. Ngôn ngữ. Quấn, ngôn ngữ. Ngôn ngữ mà cái đất nước nó sử dụng, mà con người nó sử dụng thì là ngôn ngữ. Trung Quấn. Trung Quấn thì ta sẽ có ngôn ngữ Trung Quốc. Đó. Trung Quấn là sẽ có ngôn ngữ Trung Quốc. À, ta có Trung của thì là Trung Quốc, Trung Quấn thì là tiếng Trung. A-la-bố-quấn. A-la-bố-quấn là tiếng Arabic, tiếng Arabic, ngôn ngữ của họ. Tớ-quấn. Tớ-quấn là tiếng Đức. Thế thôi. Ớ-quấn. Ớ-quấn thì là tiếng Nga. À, ớ của thì là tiếng, ớ của thì là nước Nga. Phả-quấn. Phả-quấn là tiếng Pháp thôi. Hán-quấn. Hán-quấn là tiếng Hàn. Dư-quấn. Dư-quấn. Dư-quấn là tiếng Nhật. Xí-ba-giả-quấn. Xí-ba-giả-quấn là tiếng Tây Ban Nha. Dinh-quấn. Phẩn-yô. Dinh-quấn là tiếng Anh. Thế rồi. Thế còn từ phẩn-yô. Từ phẩn-yô là bạn bè, người bạn. Người bạn với nhau thì gọi là phấn dâu. Bạn bè không biết nhau, bạn, à, bạn bè thương với nhau thì gọi là phấn dâu. Thế thôi. Đấy, nhìn thấy cách viết của nó này, có hai người bạn. Đấy, kiểu đấy. Rồi ta sẽ có một số cái tên riêng, chuyên miếng ở đây. Chuyên miếng. Mai Khở. Mai Khở là Mai. Trang Đông. Trang Đông là một cái tên của người Trung Quốc, Trang Đông. Mai là tên của người nước ngoài. Rồi bây giờ ta sẽ quay lại cái bài khóa này và ta sẽ cùng nhau đọc và Lộc sẽ dịch cho các bạn. Đi liệu khờ. Wo xue xí hàn yu. Yi. Khờ quẩn. Yi. Wo xue xí hàn yu. Chỉnh ơn. Nì quỳ xin. Đây Mai Khờ. Đây là quần Mai này. Mà đây chỉnh quân là xin hỏi. À, xin hỏi hay là xin chào hay là kiểu như là rất là lịch sự bắt một câu chuyện này. Xin quân xin hỏi lý quê sinh. Lý quê sinh là bạn họ gì. Ở đây thực ra ta dịch như vậy nó sẽ rất buồn cười nhưng mà đúng là như vậy. Cái từ xin này này nó là họ là cái tên là cái họ của cái gia đình họ. Cái người Trung Quốc họ quan trọng là họ hơn là tên đấy. Thì nó hỏi là lý quê sinh. Là một cái tính chất là may I know your name. Đó, may I know your name là tôi thể biết được cái đại danh của bạn. Nó là đại danh. Tiếng Trung là như vậy, người Trung là vậy. Và quan trọng cái đại danh tức là cái họ của cả cái gia đình họ hơn là cái tên riêng của họ, nó gọi là đại danh. Thì cái người nào là của Sỉnh Trang, tức là tôi họ Trang. Đó, tôi họ Trang. Tôi Sỉnh Trang. 你叫什么名字? Thế thì tiếp theo là Michael hỏi rất là nǐ chào shénmài míngzì, nǐ bạn, chào là chào hay là gọi hay là tên thường gọi, nǐ chào shénmài, nǐ tên thường gọi, shénmài là cái gì, là miếng chữ là tên, miếng chữ là tên, tên. Đấy. Thì nǐ chào shénmài míngzì là tên thường gọi là gì, nǐ là bạn, chào là gọi. Sơn Ma là cái gì? Ông miếng chuyện là tên. Tên thường gọi của bạn là gì? 我叫张东. 我叫张东. Đúng rồi, 我叫张东. 我叫张东 nó là gọi là Trang Đông. Trang Đông. 你是哪国人? 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 Thì bạn là người nước nào? 哪? Tức là hỏi về cái nào? Ở đâu? Là của, của là quốc gia. Ở đấy là người. Bạn là người quốc gia nào? Từ cuối ta học bài trước rồi, còn từ sẵn ta vừa học xong. Đúng không? Từ sẵn này, là người, bạn là người của đất nước nào? Sư là, sư là, đúng không? Ta học từ sư này rồi.
你是哪国人？bạn là người nước nào？ 我是中国人。OK, ở đây là 我是中国人。Tôi là người Trung Quốc. Trung Quốc là người Trung Quốc. 你是哪国人？ 你是哪国人？ thì là sẽ hỏi ngược lại. Bạn là người nước nào? Tôi là người Trung Quốc thì bạn là người nước nào? Hỏi lại câu này thôi.我是美国人。你，我是美国人。对了，我是美国，美国，美。你学习什么？你学习什么？学习，大家都đầu tiên rồi, là cái tiêu đề của bài này. 你学习什么？那 bạn học cái ngành gì? Hay là bạn học cái gì đấy? À, nhưng mà học gì là bạn học môn gì hay bạn học ngành gì hay là bạn học cái chương trình gì? Nên là dịch như vậy nó lịch sự.ta có thể bỏ từ xí đi, nhưng ta giao tiếp hàng ngày ta thể chữ lý xuế sẵn mà. Thì nó trả lời là của xuế thôi, tôi học thôi, đúng không? Của xuế. 我学习汉语。汉语难吗？ OK, thì nó sẽ hỏi là Hàn ngữ nán mà. À, hỏi học là tôi học tiếng Trung, à, tôi học tiếng Hán ấy. Thì nó hỏi là tiếng Hán nó khó không? Tiếng Hán khó không? Hàn chữ hẳn nán. Hàn chữ hẳn nán. Nó hỏi là Hàn ngữ.khó không, tôi hỏi tiếng Trung có khó không, nói có khó không, thì thằng Michael lại trả lời là cách viết rất khó. Phát âm, 不太难. Phát âm, 不太难. Phát âm là ngữ pháp thì lại không khó. Phát âm là ngữ pháp thì lại không khó. Cách viết thì khó, nhưng ngữ pháp thì không khó. Trả lời rất rõ ràng. Như vậy. OK. Chúng ta sang cái đoạn hỏi đáp thứ hai nha. 2这是什么书？这是什么书？这是什么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 ？这是这是书，这是书 ，đây là sách， 书 là sách các bạn nhé， 书 sách， 书 này là cuốn sách này， 书 là sách， tất cả mọi sách đều gọi là 书。这是什么书？ Thì ở đây sẽ gọi là 这是什么书， nó là cái sách gì？ Ở đây ta sẽ không hỏi là 这是书什么nhé， mà 这是什么书， tức là cái danh từ ở cuối cùng， cái danh từ ở cuối cùng， còn cái từ để hỏi ở trước cái danh từ， nó khác một chút.Tiếng Việt ta thì là đây là sách gì đúng không? Nhưng mà tiếng Trung nó là đây là cái gì sách? Hiểu như vậy. Chưa sử sản ma su nha. Từ sản ma ở trước từ sách nhớ. Chưa sử Trung Quân su. Chưa sử Trung Quân su. Thì ở đây sẽ nói là chưa sử Trung Quân su là đây là sách tiếng Trung. Thì các bạn sẽ thấy là từ sách tức là danh từ vẫn ở cuối cùng và tính từ vẫn ở trên đầu. Nó giống tiếng Anh. Tiếng Anh là tính từ đứng trước còn...danh từ đứng sau, chỉ có tiếng Việt chúng ta là danh từ lại đứng trước và tính từ đứng sau thôi. Tiếng Việt chúng ta nói đây là sách Trung Quốc, nhưng mà còn khi học tiếng Trung ta thấy là chưa sử Trung Quốc có nghĩa là đây là Trung Quốc sách. Chưa sử Trung Quốc nha. 这是谁的书? Ở đây tiếp theo là một câu hỏi nữa. Chưa sử sấy the su. À, từ sấy thì là ai? Sấy hay suối? Ta có từ sấy và từ suối mà mình vừa nói các bạn, nó có hai cách đọc. Từ sấy là ai? Từ sấy là ai? Chưa từ sấy là su. Từ sấy là su. Từ sấy là ai? Ai? Các bạn nhớ đây. Nó có hai cách đọc nhưng mà từ sấy hoặc là suối thì là điều là ai thôi. Thì đây là ai của cuốn sách, sở hữu cuốn sách. Từ thợ ở đây ta sẽ dùng với nghĩa là sở hữu cái gì đó, sở hữu một cái gì đó.Các bạn nhớ, cái nghĩa này rất được hay dùng với cái tợ này. Nó sẽ có rất nhiều nghĩa khác, nhưng mà ở đây nó sẽ học là tợ này, nó là cái nghĩa là sở hữu. Vừa mình nói với các bạn rồi, đúng không? Nó sẽ, vừa nói với các bạn rồi, cái tợ này có rất là nhiều cách dùng. Đây, cái tợ này nó là một cái phần cấu trúc, một phần cấu trúc không thể thiếu trong câu, nó tạo ra hoàn thiện câu. Nhưng mà ở đây mình muốn học với nhau, đó là cái từ tợ này nó mang tính chất sở hữu. Sở hữu, nói về tính chất sở hữu hay hạn định, hay là giới hạn, hay là sở hữu nóNó ở đây nó là chưa sử sấy thực sự. Đây là sách của ai? Chưa sử sấy thực sự. Đây là sách của ai? 这是老师的书.
thì ta sẽ nói là 确实老 sư tờ sư. Thì ta sẽ thấy cái câu hỏi và câu trả lời nó hơi khác nhau chút thôi. 确实谁 tờ sư thì 确实老 sư tờ sư, nó chính là thay từ sấy thành từ lão sư, rất đơn giản về ngữ pháp, cảm thấy ngữ pháp dễ, rất dễ đúng không? Thay cái từ sấy và từ lão sư thôi. Trước từ sấy từ sư thì trước từ lão sư từ sư, rất đơn giản như vậy thôi. Ta sẽ thấy là cái danh từ vẫn luôn luôn đứng ở cuối câu. Ta có từ sở hữu thơ đứng ở trước và cái tính từ ai, con người nào thì nó là tính chất, thì nó là tính chất hay là một cái từ giới hạn hay là từ bổ nghĩa đấy thì lại đứng ở giữa. Nói chung đấy này, bạn cứ hỏi ai thì thay cái ai đấy là lão sư hay là tên của bạn hay là vấn yêu là bạn bè của bạn đấy, thay vào đấy thôi. Dễ, cái ngữ pháp nó quá dễ như vậy. La sư sẩn ma, thì ta thấy cái từ sẩn ma này là cái gì đúng không? La sư sẩn ma, thế thì từ la thì mình nói các bạn rồi, từ la nó là một cái chủ ngữ giả, nó như là cái từ zát thì nó sẽ gọi là đây là zát đúng không? Zát là đây, thì là ở đây là sẩn ma, đây là cái gì? Đấy. 那是杂志. Thì ta học rồi, la sư trả chữ, trả chữ là tạp chí thôi. La sư, đây là, đây là hỏi sẩn ma thì cũng thay được cái gì? Sẩn ma là cái gì? Thì thay cái sẩn ma là thành cái trả chữ thôi, đúng không? Thì bây giờ muốn hỏi thêm thông tin rõ hơn thì lại giống như hỏi về cái sách của ai thôi. 那是什么杂志? 那是什么杂志? Đây là tạp chí nói về cái gì? À, hay là tạp chí gì? 那是什么杂志? Thì nó giống như là su, trung quấn su. Thì đây là 神马杂志. Đơn giản như vậy thôi. 神马杂志. Đơn giản như vậy. 那是英文杂志. 那是英文杂志. Thì nó là, đây là cái tạp chí về tiếng Anh, tạp chí của nước ngoài, tạp chí tiếng Anh. Thì là sư Anh Quân trả chữ, nó vẫn chỉ là thay cái sấn ma thành Anh Quân thôi, tiếng Trung như vậy. Hỏi cái gì thì thay cái đấy vào xong, là sư Anh Quân trả chữ, ngữ pháp quá dễ đúng không? 那是谁的杂志? 那是谁的杂志? Nó sẽ hỏi là cái này của ai? Thì đây thay từ sấy bằng từ phứng yêu, từ sấy thay từ phứng yêu dễ vậy thôi. 那是我 phấn yêu từ trả chữ. Ở đây thấy có một cái hay nữa, đó là của phấn yêu là bạn của tôi, của phấn yêu bạn của tôi nhé, của phấn yêu bạn của tôi. Chúng ta không bao giờ dùng của thợ phấn yêu, không dùng như vậy nó phức tạp, mà chỉ dùng là của phấn yêu bạn của tôi luôn. Bạn tôi thiết là bạn của tôi rồi, đúng không? Của phấn yêu, phấn yêu là bạn mà. Thì là thợ là của bạn tôi, phấn yêu từ trả chữ nghe nó cảm giác phức tạp nhưng mà rất là dễ. Nó chỉ tay cái của phấn yêu và từ sấy thôi. 那是我朋友的杂志. Ok, mình nghĩ là các bạn sẽ hiểu hết cái này. Còn cái phần nào các bạn không biết thì các bạn có thể hỏi chat Zalo với mình nhé. Chat Zalo với mình thì mình sẽ lại. Còn bây giờ thì cùng nhau luyện đọc. Mình nghĩ là các bạn hiểu hết rồi. Và các bạn hãy ghi chú, thích nốt và chép lại những gì mình nói vào. Ở đây mình sẽ không chép và cũng không đánh máy với các bạn đâu, sẽ rất mất thời gian. Và thấy là cái video này đến bây giờ nó rất là dài, khá là căng thẳng các bạn rồi. Các bạn nên xem đi xem lại nó vài lần và ghi chép lại những gì mình nói, ghi chép lại nó vào vở và các bạn học cái cấu trúc ngữ pháp, kiến thức ngữ pháp của nó nha. Tự thống kê cho bạn cái kiến thức pháp tự học nó thì nó sẽ thành công được. Thì vì đây là những video mà mình chia sẻ với cái tính chất tự học với các bạn mà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và luyện nói lại nhé. 第六课 我学习汉语 1. 课文 1. 我学习汉语 请问 你贵姓? 我姓张 你叫什么名字? 我叫张东 你是哪国人? 我是中国人 你是哪国人? 我是美国人 你学习什么? 我学习汉语 汉语难吗? 汉字很难 发音不太难 二 这是什么书? 这是什么? 这是书 这是什么书?
这是中文书。这是谁的书？这是老师的书。那是什么？那是杂志。那是什么杂志？那是英文杂志。那是谁的杂志？那是我朋友的杂志。OK, thì đây là một cái bài khóa rất là hay. Và mình nghĩ rằng như thế này này, học một ngôn ngữ nào ấy, thì các bạn phải có một cái tinh thần quyết tâm. Chứ các bạn chỉ xem video và chơi chơi, không ghi chép, không luyện nói, không luyện đọc, không luyện viết, hay là không luyện cấu trúc ngữ pháp thì các bạn sẽ không làm được. Thì mình có một cái yêu cầu nho nhỏ với các bạn trong cái video này, đó là khi các bạn đã học đến bài này rồi thì đã là một nửa của cái giáo trình rồi, nên mà các bạn nên có một cái sự quyết tâm và sự nghiêm túc một chút là các bạn nên cố gắng học thuộc cái bài khóa này cho mình. Học thuộc nữa, các bạn cố học thuộc đi, học thuộc nó. Sau này có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm sau bạn quên hết, bạn không nhớ gì cả. Nhưng mà hiện tại bây giờ bạn nên học thuộc nó. Học thuộc để cho các bạn làm sao? Các bạn phát âm nó chuẩn, phát âm nó không sai. Các bạn nghe đi nghe lại bài khóa này để học thuộc nó. Các bạn sẽ phát âm rất chuẩn, phát âm rất chuẩn. Từng cái dấu nặng nhẹ, từng cái âm phát mạnh, phát yếu. Các bạn đọc sẽ rất chuẩn. Và các bạn nhớ được các từ mới nữa và nhớ được câu chữ các pháp luôn. Chỉ các bạn học thuộc thôi, đơn giản như vậy. Bây giờ mình sẽ cùng nhau học thuộc với các bạn, đọc lại các bạn. Chỉnh quân, lý quy trình, lý xin trang, lý trao chuẩn mà miễn trình, lý trao trang đông, lý sư là của dân, của sư chung của dân, lý sư là của dân, của sư mấy của dân. 你学习什么？我是去韩语。韩语难吗？韩语很难。发音不太难。这是什么？这是书。这是什么书？这是中文书。这是谁的书？这是老师的书。那是什么？那是茶几。那是什么茶几？là sư yên quẩn trả trị, là sư xấy tờ trả trị, là sư bộ phấn vô thì trả trị. Ok, thì đọc tiếng Trung các bạn sẽ thấy là cái khẩu hình miệng và cái môi miệng mình nó sẽ khác nhau rất nhiều với cách được, rất nhiều với cách bạn nói tiếng Việt. Môi của bạn cử động rất là nhiều và cơ miệng của bạn hoạt động rất là linh hoạt. Thì chúc các bạn sẽ luyện nói, luyện học và thành công. Các bạn hãy cố học thuộc với mình, học thuộc nó. Thì các bạn sẽ nhớ được cái từ mới ở đây này. Nhớ cái từ mới ở đây thì chúc quý các bạn có thể học những cái từ mới trọng điểm thôi, như từ sấy là ai, thì sợ là một từ sấy hoàn định để hoàn thành cái câu chữ ngữ pháp của câu, từ na là một cái chủ ngữ giả, là đây là gì, đúng không ạ? Từ trá trừ là magazine là tạp chí, từ quấn thêm vào một cái đuôi nào sau thì nó sẽ là nói về ngôn ngữ của cái tiếng đó. Từ xuế là học, xuế xí là học. Từ han chỉ là cách viết của chữ Trung Quốc. Từ fine là cách phát âm. Cách phát âm gì đó nó dễ đó. Phát âm đó. Còn trên này hay có từ question, excuse me là xin hỏi hay là làm phiền. Từ quân là hỏi cái gì đó, hỏi. Từ question là tôi có thể biết cái đại danh của bạn được không? Từ xin là đại danh. Hay là họ. Từ chào là chào, cái tên thông thường. Cái tên thông thường mà chào là gì đấy, nó gọi là gì đấy, từ miếng chữ là tên. Bạn nhớ nhá, từ hỏi là quê sinh thì trả lời là xin, còn hỏi là miếng chữ thì hỏi thì trả lời là chào. Chào miếng chữ lạ là quýt ở đâu đó và của là quốc. Đây sẽ cho các bạn nhớ này, lý chào sẽ là miếng chữ. Các bạn học thuộc cái câu đấy thì các bạn sẽ rất là dễ hiểu cái bài này. Còn lý quê sinh thì là của sinh trang, còn lý chào sẽ là miếng chữ, nó khác với cái việc là quy sinh. Các bạn nhớ nhé, nói chung quy như này thì các bạn gặp người Trung Quốc, các bạn nên quên cái câu đầu tiên đi. Các bạn chỉ hỏi là nhỉ trao sẽ mang miếng dừ thôi. Chúng ta không phải là đối tác làm ăn, không phải là một cái gì đó, nó con người đấy nó sẽ là một cái người rất là quan trọng trong cuộc đời của các bạn đấy. Chỉ nào chào nhau thông thường hay chỉ giao tiếp trong công việc bình thường thôi thì các bạn chỉ nên nhỉ trao sẽ mang miếng dừ thôi. Ok nhé. Rồi đấy là những gì mình chia sẻ trong cái bài video này. Nó khá là dài vì đây là cái bài 6 rồi, nó không phải là một cái bài mới đầu nữa. Mỗi ngày nó sẽ tăng cấp lên tí, sẽ khá là mệt cho các bạn.
và mình cũng tăng tốc độ nói và cũng như là tất cả những cái khả năng của mình lên. Thì các bạn muốn đăng ký học cùng mình trên Zoom hoặc trên các livestream, cùng với là các bạn muốn học trực tiếp với Lộc thì các bạn có thể đăng ký trên Zalo hoặc Facebook cho Lộc nhé. Rồi, và cuối cùng là Lộc chờ đợi sự kết nối các bạn nhớ rằng các bạn muốn phát triển doanh nghiệp, muốn phát triển công việc, muốn phát triển bản thân thì hãy liên lạc với Lộc, sẽ giúp đỡ các bạn trong các môn học và mình đón chờ các bạn nhiều hơn ở trong các môn học khác nữa, không chỉ cái môn học tiếng Trung này. Và bài sau sẽ là một bài rất là nặng với chúng ta vì nó sẽ là luyện nói, luyện đọc rất là nhiều, và cũng sẽ là cái bài tập nó sẽ khó hơn bởi vì bài này sẽ có nhiều kiến thức hơn rồi, bài tập sẽ khó hơn, thì ước mong là các bạn sẽ vẫn cùng mình cố gắng học hết và nghiên cứu sâu rộng. Ngày xưa các bạn học những cái bài 1, 2, 4, 5 thì các bạn chỉ dùng mất 1 tiếng hay nửa tiếng để học cái bài đó thôi, nhưng bây giờ các bạn nên nhân cái thời gian lên một chút và học tập trung hơn một chút, hiệu quả hơn. Chúng ta làm được gì thì nên tính hiệu quả của nó để tránh mất đi cái thời gian. Nói chung là mình chỉ khích lệ các bạn đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Bye.